Xin chào mọi người ạ. Thì sau đây mình sẽ trình bày cách tạo bộ mã hóa và bộ giải mã mạch kiểm tra Parity chẵn bằng phần mềm Cadence. Thì trước tiên là mình sẽ tạo bộ mã hóa mạch kiểm tra Parity chẵn trước, và sau đó sẽ tiến hành thiết kế sang mạch giải mã. Thì ở đây mình sẽ đặt tên là Parity Event Encoder, và ở một tool là Composer Schematic. Thì bởi vì trong bài này mình sẽ cho ngõ vào là 4 bit, cho nên mình sẽ dùng 3 cổng XOR. Bây giờ sẽ tiến hành đi dây. Mở ra sẽ là mạch, sẽ là bit parity. Thì mạch này có chức năng là sẽ tạo ra bit parity 0 với 1. Bây giờ sẽ gán các ngõ vào A, B, C, D. Hai nguồn. Và ngõ ra là Parity. Vào design, check and seal để kiểm tra. Bây giờ sẽ tiến hành đóng gói. Chú ý là ở một bottom là nguồn VSS. Mình sẽ đặt tên là Parity Event Encoder. Thì sau khi đóng gói xong mình sẽ kiểm tra và lưu. Nếu không có lỗi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mô phỏng dạng sóng in out và đo công suất. Sẽ tạo một shell view mới. Thì mình sẽ lấy mạch Parity chẵn encoder. Và lấy các nguồn VBUS và VDC trong analog clip và chọn thông số DC của nguồn VDC là 1.2V.
Sau đó là lấy 4 mùa Webull. Đồng thời là thiết lập các thông số điện áp 1.2V xung cảm lên, xung cảm xuống 1 ô, full width là 10 ô và PR là 20 ô. Tương tự cho các nguồn quay buông còn lại thì mình sẽ tạo các thì mình sẽ thiết lập các thông số full width và PR cho mỗi nguồn quay buông là khác nhau để khi ra dạng sóng thì chúng ta sẽ thấy được hết tất cả các trường hợp. Và lấy cái trang CND sau đó nhấn W để đi dây. Bốn ngõ vào sẽ tương ứng 4 nguồn Webull. Chọn quai nem để gắn nhãn cho các đường dây. Bây giờ sẽ mở trình mô phỏng. Mình sẽ thiết lập các option là đo dạng sóng AWD, setup thư viện, mô phỏng ở thời gian là 100 ô. Và bây giờ sẽ chọn mô phỏng 4 ngõ vào. Và ngõ ra 3 la ti. Lấy list and run. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu tổng số bit 1 ở ngõ vào là chẵn thì bit parity sẽ là bit 0. Và tổng số bit 1 là lẻ thì bit parity tạo ra sẽ là bit 1. Bây giờ sẽ đi tính công suất. Bây giờ sẽ đi mô phỏng công suất tức thời. Thì để mô phỏng công suất tức thời mình sẽ mở calculator, chọn dạng sóng
dòng điện và áp, sau đó chọn phím sao và plot. Thì đây là công suất tức thời của mạch. Bây giờ sẽ tính giá trị công suất trung bình. Ở special function là array và print, thì công suất lúc này là 5.242 micro. Bây giờ mình sẽ tiến hành mô phỏng mạch bộ giải mã mạch kiểm tra Bharati trắng. Thì mình sẽ tạo một cell view mới, và ở đây là mạch mà giải mã decoder. Thì mình sẽ dùng 4 cộng XOR với 4 bit ngõ vào và 1 bit Bharati. Thì bit Bharati lúc này sẽ là bit Bharati được tạo ra ở bộ mã hóa mình vừa mới làm lúc nãy. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi dây. Thì ngõ ra của cổng XOR sẽ là ngõ vào của cổng XOR tiếp theo. Bây giờ mình sẽ vào pin để gán các ngõ vào ngõ ra. Thì sẽ gồm 5 bit ngõ vào, trong đó có một bit Bharati được lấy từ mạch mã hóa. Theo là hai nguồn VDD và VSS. Thì ngõ ra mình sẽ đặt là error. Bây giờ mình sẽ gán nhãn cho các đường dây. Bây giờ sẽ kiểm tra và lưu. Và nếu không có lỗi thì mình sẽ tiến hành đóng gói. Mình sẽ đặt tên là Reality Event. Thì đây là mạch Bharati Event Decoder sau khi đi đóng gói. Bây giờ mình sẽ tạo một cell view mới để tiến hành đánh giá dạng sóng và tính công suất. Thì mình sẽ dùng kết hợp với bộ mã hóa.
Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy các nguồn VBus và VDC. Thì mình sẽ lấy một nguồn VDC với thông số điện áp DC là 1.2V. Và 4 nguồn VBus. Cũng thiết lập thông số tương tự. Cuối cùng là lấy các trang CND. Sau đó sẽ tiến hành nối dây. Thì 4 nguồn VBus sẽ được nối vào 4 lỗ vào ABCD của bộ mã hóa. Và ngõ ra của bộ mã hóa mình sẽ nối vào bit parity của bộ giải mã. Bây giờ mình sẽ tiến hành gán nhãn cho các đường dây. Thì ở trường hợp thứ nhất thì mình sẽ cho 4 dữ liệu, 4 bit ngõ vào của cả hai mặt giống nhau. Mình để 4 dữ liệu ngõ vào của cả hai bộ giống nhau là vì nếu như khi ra dạng sóng bit error này là bit không thì nghĩa là dữ liệu mình truyền đi là đúng, và nếu ra bit 1 thì dữ liệu mình truyền đi là sai. Bây giờ mình sẽ tiến hành mô phỏng. Thì trước khi mô phỏng mình sẽ kiểm tra và lưu trước. Setup thư viện theo các đường dẫn. Mình sẽ chọn thời gian là 100 ô. Mình sẽ mô phỏng 4 ngõ vào bit parity và ngõ ra error. Thì ở đây mình thấy là cả 4 bit dữ liệu ngõ vào của hai bộ mình để giống nhau, cho nên là ngõ ra error lúc này là hầu như là không, nghĩa là mình đã truyền dữ liệu đúng. Và bit parity thì với trường hợp đầu tiên là đều là 4 bit 1, ngõ vào đều là 4 bit 1 thì bit parity sẽ là bit 0. Bây giờ mình sẽ tiến hành
kiểm tra trường hợp thứ hai. Thì mình sẽ lưu cái trình mô phỏng này lại. Bây giờ mình sẽ thử đưa một trong 4 bit ABCD ở ngõ vào của bộ decoder. Mình sẽ đưa mình sẽ đưa dữ liệu ngõ vào A. Mình sẽ set up nó luôn ở mức 0. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một trang GND. Để bit A luôn là bit 0. Bây giờ mình sẽ mô phỏng lại để xem thử có sự khác biệt hay không. Thì ở đây là mình thấy bốn dữ liệu ngõ vào ABCD của bộ encoder đều là mức 1, và bốn dữ liệu ngõ vào A, B, C và bốn bit dữ liệu ngõ vào B, C, D và một mà con mình có thay đổi một bit cho xuống mức 0. Thì ta thấy là bốn bit dữ liệu ngõ vào của bộ encoder khác với 4 bit dữ liệu ngõ vào của bộ decoder. Điển hình là của ngõ vào A là mức cao, còn bit của cái ngõ vào bên bộ decoder là mức 0, thì nó khác nhau, cho nên là ngõ ra error cuối cùng là mức 1, nghĩa là dữ liệu truyền đi bị sai. Và ở những trường hợp nào mà cả bit A và bit của bên bộ decoder mình vừa nối đắt đều là mức 0 thì dữ liệu mới truyền đúng, nó ra error mới là mức 0. Và các trường hợp truyền sai thì nó ra error sẽ là mức 1. Bây giờ mình sẽ tiến hành tính công suất. Bây giờ mình sẽ tiến hành tính công suất trung bình. Thì mình sẽ mô phỏng thêm áp và dòng điện. Mình sẽ mở máy tính, chọn dạng sóng áp và dòng điện. Chọn phím sao và plot. Thì đây là dạng sóng công suất tức thời. Mình sẽ tính giá trị trung bình của nó. Chọn hàm average và ring, thì công suất lúc này là 10.07 ô. Thì đó chính là cách mô phỏng mạch bộ mã hóa và giải mã mạch Bharati chẵn. Thì bài trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.